Hello, chào mọi người, lại là mình đây ha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Ok, hôm nay mình lại tiếp tục review những cái game mà cho chính bản thân mình đã tạo ra ha. Thì các bạn có thể tải vào trong Google Play, CH Play á. Các bạn có thể tải đánh chữ Yasuo 2048, rồi bạn đánh vô chữ Nguyễn Thành Long như thế này thì các bạn thể hiện ra được nguyên cả series các game hiện tại mình đang làm. Thì hiện tại có 9 game. Thì hôm trước á, hai video trước á, thì mình đã có review một số game 2048 rồi, cũng như game Squid Game rồi, như game này nè đó. Thì bây giờ mình sẽ review hai game cùng lúc, game Fireworks và game đâu rồi, How do you guess. Ok, thì trước mắt mình đã tải hai game này về rồi. Đây là How do you guess đây. Game khá là đẹp ha mọi người, đã mới vô là các bạn có thể điền từ rất là dễ, game rất là dễ. Hiện tại những cái game này chưa có quảng cáo nha mọi người, nên là vẫn chưa nhấn được quảng cáo ha. Tiếp theo này các bạn có thể thoải mái chơi, nhưng mà các bạn đừng có chơi ăn gian giúp mình ha. Tại vì dụ như các bạn nhấn vô cái này đây, nhấn vô cái này đó, thì bạn phải xem gì, xem quảng cáo. Mà xem quảng cáo thì chắc chắn là các bạn sẽ vượt qua màn, nhưng mà mình thì cái chỗ này nó sẽ có hên xui có hiện quảng cáo và không hiện quảng cáo mọi người đó, nó không hiện quảng cáo, nên là ví dụ các bạn chịu khó, các bạn đừng chơi ăn gian với mình ha. Ví dụ như đây chữ này, chữ rin nè, rin rin thức uống đó mọi người, nó hỗ trợ cho mình học tiếng Anh luôn cũng được này. Và hình không có cartoon, thì một phần cái này mình cũng làm nhiều lần rồi, những nhiều cái nhiều kiểm tra lại rồi nên mình nhớ một số cái nội dung của nó. Các bạn khi mà các bạn vô nhớ vô luôn đánh giá game dành cho mình ha, các bạn bấm vô tôi thích nè đó, rồi các bạn nhớ đánh năm cho năm cho mình 5 sao ha, nè đó nhớ, ok hỏi đi đó, thì các bạn nhớ cho mình 5 sao ha. Rồi tiếp tục, cái này là gì đây, con mèo, con chó, con thỏ, con này con phải thỏ mà con mèo, con chó, con chuột, chuột hamster, con cá, cái này là những con thú vật, thú nuôi nên được gọi là, thường tiếng Anh trong người ta gọi là pet, pets là những con thú nuôi, thú cưng. Rồi chữ này cái này là gì trời, tự nhiên có đường hay sông trời, mây trời, biển, nước, núi. Cái này nó thuộc về thiên nhiên, nature. Nhưng một số cái bạn có thể gửi, ví dụ như là các bạn bỏ những cái từ không liên quan để coi những từ đúng. A thì nature là đúng rồi nè, nature đó. Cái này thì quá dễ, những con rồng thì Rarons. Cái này ôi dễ quá, dễ luôn, Việt Nam mày. Việt cái này hả, này là gì, này con cá nè, chim nè, con này con kiến nè, gấu nè, mình có thể dùng từ gợi ý ha. Là chữ A, animal, động vật, a ni mo, động vật. Cái này là mấy ông nội là cái gì trời, bóng đá hả, football hả, football chắc vậy quá, football đó. Ok, đây là cái game mình chế, mọi người có thể tải về chơi thử ha. Game có tên là How Do You Guess nè. Nè, mình sẽ mở lại cho mọi người xem. How Do You Guess. Thì mọi người có thể tải về chơi thử nha. Ngoài ra thì cái game tiếp theo là của mình, là mình sẽ cho mọi người xem, đó là game đây, Fireworks. Fireworks. Nghe âm thanh thích thích rồi đó ha. Game này khá là đẹp, mình đầu tư game này khá là đẹp nha. Đây, những cái level có thể tắt âm thanh,
bạn hiểu được game này làm từ như thế nào, rồi bạn có thể chia sẻ trên các mạng xã hội ha. Rồi đó thì nó hướng dẫn á, các bạn thấy không, người ta hướng dẫn á chữ yes thì bạn được 2 điểm. Ví dụ như có hết game này, các bạn nhớ nhấn I like it nè, thì các bạn nhớ vô, nhớ đánh giá mình giúp mình ha, đánh giá game giúp mình ha. Rồi rồi chữ này là chữ gì đây? OCC. Ồ. Cờ. Chết hả? Chết hả? Chữ này là chữ gì nhỉ? Hin đây. C. H. E. À, chữ chết. CHEK. Chết. Đây là cái hiện quảng cáo nhưng mình hiện tại mình chưa có cài đặt quảng cáo được mọi người. Mọi người thông cảm nha. Lâu lâu nó tưởng là mọi người cứ tưởng nó bị lắc một hộp chứ không phải đâu. Cái này là do nó không hiện quảng cáo á mọi người. Do mình là mình cài đặt quảng cáo không được á. Thì mọi người thông cảm ha. Chứ không phải nó bị lắc đâu mọi người. Thì các bạn có thể vô để xem quảng cáo nè, đó. Mà hiện tại do hiện tại không quảng cáo chưa chạy được. Rồi, các bạn cứ an tâm mà chơi game mà không bị sẽ không bị ảnh hưởng bởi quảng cáo luôn ha. Rồi chữ này chữ gì trời, các bạn hình như mỗi một lần thắng bạn được cộng điểm, các bạn dùng hint này là sẽ gợi ý vô chữ gì, thì chữ F thì không phải rồi nè, chỉ có chữ O thôi, O E không phải, F O E không, F O E Z không phải, F O N, phong chữ, phong cỡ chữ kiểu chữ. Rồi chữ này là chữ hình thế này, u a chữ west, chữ west trời ơi mình thấy chữ này chữ gì, chữ school, school. Ok, game này khá là đẹp ha mọi người. Mình đầu tư dữ lắm á. Thì những ai mà thích kiểu game này thì các bạn có thể tải về ngay game Firework nha. Thường thường ở trên mạng khá là khó kiếm cái tựa game này của mình. Thì các bạn có thể tải về bằng cách là như mình hướng dẫn á, là các bạn vô trong đây. Chứ mà lộn. Tự nhiên báo mail chi trời. Các bạn vô đây. Các bạn đánh chữ Yasuo 2048. Bạn vô Nguyễn Thành Long này. Đó thì nó sẽ hiện ra nguyên series game của mình, thì các bạn tải về bạn chơi thử ha. Ok, chào tạm biệt, bye bye và hẹn gặp lại.